À, mọi người, em có hai con cưa. Đối với em thì hai con cưa mấy cái hệ này gọi là hệ rác. Nó có một được cái lam chuột này mọi người, này là lam chuột này, còn cái Latin nó còn khá là ok, nhưng mà nó có mẹ chỗ này, nó mẹ một tí nha chỗ này. Đó. Còn lại là ok, 35 cc. Này là single nha mọi người, mấy này gọi là single, single nồng nặc. Thôi là khá là nặng luôn. Con này 500 nghìn nha. Này 500 nghìn về dọn. Bán mù nha. Bán mù chứ không có bao gì hết nha mọi người. Đầu máy đủ đồ. Đầu máy đủ đồ, lửa, cục lửa có, chế đồ, chập giật đồ, ốp đồ. Nói chung là cục máy đủ đồ, nó chỉ không có xích thôi. Rồi một con Shingu khác nha, con này nó cũng là 350 nha, 34 cc ha. Con này vệ sinh ra đẹp này nha, cái này mọi người thấy vậy cho thôi chứ vệ sinh ra đẹp, cái này vệ sinh quét sang ra là đẹp. Coi thử có xích con không, hình như là còn có xích luôn hay sao mọi người, nó có làm xích luôn này nha. Làm chết còn dùng được nha. Làm nó 45 50 gì á. Mặt tiền còn đẹp, mặt tiền còn đẹp nha. Cái này là nó bẩn đó nha, đó mọi người thấy không? Cái này nó bẩn do tại mình chưa vệ sinh hàng bãi mà, chưa vệ sinh. Hơi thì nó cũng khá là nhanh. Ui dồi, hơi này mà thôi cho nó chắc chắc như bắp bắp rang. Ok, con này thì nó đầy đủ làm xích nên nó cao tiền hơn tí nha. Con này 650 nha mọi người ha. Con này 650 nha, đầy đủ, là do tại nó đầy đủ đồ hết, đầy đủ lâm xích. Về mình dọn máy không có bao gì hết nha, mà hơi này khá là chắc. Này 500 nghìn. Nhà ở ngay cái luồng máy bay nó cất hạ cánh ấy, nên là cứ 10 phút có 1 chuyến, 10 phút có 1 chuyến u đầu hết. Này 650 không có bao ship, này 500 nghìn không. Này 500 nghìn không bao ship nha. Ai mua thì chốt chuyện khỏi giúp em ha. Mua nếu mà mua cả hai con thì em bớt cho 50 nghìn. Ok, nếu mua cả hai con thì em bớt. Mua cả hai con thì em bớt cho 50.000 nha, là còn ví dụ như 650 với 500.000 là 1.150.000 thì em bớt 50, còn 1.100.000 nha. Nếu mua hai con, mua một con thì giá em báo rồi nha.